Sau khi phân làn thí điểm tại đường Nguyễn Trãi ở thành phố Hà Nội, tình trạng ùn ứ tại đây vẫn xảy ra vào giờ cao điểm, nhiều lúc giao thông hỗn loạn. Ghi nhận vào cuối giờ chiều nay trên đường Nguyễn Trãi thành phố Hà Nội, tình trạng giao thông nhiều lúc vẫn hỗn loạn sau khi lắp giải phân cách phân làn. Tình trạng nhiều phương tiện xe máy đi nhầm vào làn dành cho ô tô vẫn xảy ra. Trên tuyến đường này, đoạn từ nút giao Thanh Xuân đến ngã tư Sở đã được phân thành 5 làn xe, trong đó tách riêng 3 làn ô tô, 2 làn hỗn hợp, xe máy, xe buýt, xe thô sơ. Bất chấp nỗ lực hướng dẫn của lực lượng chức năng, nhiều phương tiện xe máy vẫn đi như chưa hề có sự phân làn. Phổ biến đến nỗi có lúc lực lượng chức năng bất lực nhìn dòng phương tiện đông đúc qua lại. Giao thông giờ cao điểm có lúc hỗn loạn, chen chúc, không phân biệt đâu là làn đường dành riêng cho ô tô. Trước đó, từ đêm 5 tháng 8, các đơn vị thuộc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã bắt đầu dựng giải phân cách, tổ chức phân làn phương tiện trên đường Nguyễn Trãi để tách ô tô xe máy đi làn riêng, với mong muốn giảm thiểu ùn tắc trên tuyến đường này. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về pho@vongphapluottb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.